Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị đang tiếp tục quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Hiện tại Ngân đang có mặt trên phố Re của xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Quảng Bình. Ngày hôm nay là Ngân về đây thì gặp một người chị có liên lạc với Ngân để lên nhận đồ. Thưa với ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn, thời gian này miền Bắc, đặc biệt là những tỉnh ví dụ như là Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ và trong đấy có cả Hòa Bình nữa, đang phải hứng chịu cái hậu quả rất là nặng nề của một cái trận bão lịch sử. Sau khi mà cơn bão đi qua thì hiện tại thì đã xảy ra những cái tình trạng như là ngập lụt và sạt lở rất là nghiêm trọng, ông bà cô chú ạ. Chính vì thế thì Ngân cũng đang tạm dừng những cái chương trình mà làm nhà để vận động hỗ trợ những cái khu vực đang phải hứng chịu những cái hậu quả nặng nề như vậy. Và ngày hôm nay Ngân đi về đây là đang đi gom góp mà những cái thùng mì tôm, những bộ quần áo, những gói bánh của toàn thể quý ông bà cô chú nhà hảo tâm xa gần ủng hộ để có thể làm cái hành trình về với các cái vùng đặc biệt khó khăn như vậy. Và cũng rất là mong trong thời gian này sẽ nhận được những cái tình cảm yêu thương của toàn thể quý ông bà cô chú xa gần cùng giúp đỡ để cho cái hành trình của anh em Ngân có thể là về những cái vùng mà đang ngập lụt hoặc là sạt lở được tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Chào cô. Vâng. Đây rồi, gặp chị Hải đây rồi. Em chào chị. Chô, chị là bán hàng ở đây hả chị? Bán hàng thôi. Vâng ạ, em chào chị. Chào các bà, các chị ạ. Chào em. Chị bán những cái đồ gì đấy chị? Chị bán lung tung những hàng của mình thôi. Vâng. Em thấy có tằm à? Có tằm. Có tằm, có lươn, có cái này dế sao dế. Ạ? Vâng. Đây là chị Hải, ông bà cô chú ạ. Và chị cũng liên lạc với Ngân bởi vì là cũng thấy Ngân kêu gọi để giúp đỡ những cái trường hợp mà đang bị cô lập do là bão lũ và sạt lở. Chúng ta là cảm ơn chị Hải rất là nhiều nhá. Vâng. Vâng thì cũng không biết nói gì hơn là dạ. Trong lúc cảm giác chúng ta đang là hướng về các đồng bào bị lũ lụt tai thì cũng không biết nói gì hơn, thì bản thân gia đình của Kim Hải thì cũng không có gì gọi là tấm lòng. Vâng. Thì lá rách lại một lá rách tiếp tục nữa. Dạ vâng ạ. Thì năm nay thì ở toàn miền Bắc chúng ta là bị lũ lụt thiên tai thật là nhiều. Vâng. Thì bản thân gia đình Kim Hải cũng chẳng có gì gọi là dạ. Tấm lòng thì gọi là gửi về đồng bào. Vâng ạ. Có chút lòng để ấm cho đồng bào ở trên đấy. Vâng. Thôi. Bao nhiêu cũng quý chị ạ. Vật chất thì cũng chả có cái gì các anh. Dạ. Gọi là cũng có một cái dạ. Cái gì đây là bao quần áo đấy ạ. À quần áo ạ chị. Vâng, em cảm ơn chị. Vâng, vâng. Áo đây thì vâng. Mặc dù cũng không được mới nữa nhưng mà cũng là còn mặc được. Vâng. Và cũng là dạ. Sao nó nặng thế chị nhỉ? Toàn quần đẹp quần xịn đấy ạ. À thế ạ. Đây em gửi đây một tí. Vâng. Vâng. Và của gia đình của Trần Thị Huyền. Chị Huyền ạ. Trần Thị Huyền ở dạ. Xóm Khi. Xóm Khi. Xã Ân Nghĩa. Dạ vâng. Cũng hay theo dõi kênh Cuộc Sống Tây Bắc. À. Thì cũng gửi chút quà về cho bên Cuộc Sống Tây Bắc để dạ. Gửi đến đồng bào. Dạ vâng ạ. Em xin chị. Vâng. Vâng ạ. Và đây cũng là 200 nghìn ạ. Vâng. Đây là cũng gia đình của Kim Hải thì cũng có tấm lòng thì cũng gửi tới mạnh quân của Cuộc Sống Tây Bắc. Dạ vâng. Đồng bào lũ lụt. Dạ. Thế em tiếp nhận cái số tiền này, cảm ơn chị rất là nhiều. Trong cái lúc mà khó khăn cả nước đang hướng về đồng bào bị lũ lụt do ngày sạt lở thì đón nhận những cái tình cảm của các chị như này, dù ít dù nhiều gì thì cũng là tấm lòng, cũng rất là trân trọng chị ạ. Và thay lời cho những bà con vùng đang khó khăn thì cũng cảm ơn tình cảm của các chị rất là nhiều đã hỗ trợ cùng chung tay góp sức với cả nước để hỗ trợ những đồng bào khó khăn ạ. Dạ. Thì cũng không biết nói gì đó thì cũng cảm ơn tất cả là các anh là những người làm chương trình. Vâng ạ. Thì đưa những trái tim yêu thương của những vâng ạ. Những khó khăn cho chúng tôi để san sẻ tình cảm thì đến cái nơi mà
đồng bào còn không may mắn hơn chú Tờ ở đây. Dạ vâng ạ. Chúc con xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Các anh là luôn luôn có sức khỏe và nhiều cơ hội để tạo cái những nơi mà còn khó khăn hơn nữa để có mái ấm với ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng. Chúc chị buôn may bán đắt nhá. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng, em xin anh, em xin cái này nhá chị nhá. Dạ. Dạ. Ngân sẽ tiếp nhận tất cả ông bà cô chú ạ, kể cả mì tôm, kể cả nước suối đóng chai, đặc biệt là phần lương khô. Đây là những cái mà sẽ rất là tiện mà rất là cần cho bà con trong cái lúc mà khó khăn trong giai đoạn này. Bây giờ thì Ngân sẽ di chuyển đó, tiếp đến một bạn nữa để cũng ủng hộ về gạo ông bà cô chú ạ. Rất là cảm ơn những cái sự đồng hành giúp đỡ của quý ông bà cô chú. Từ ngày hôm qua khi mà Ngân đưa thông tin lên để vận động cũng rất là vui mừng đón nhận được những cái sự mà giúp đỡ của các ông bà cô chú. Và cái nguồn kinh phí này thì Ngân sẽ xem xét là mua những cái đồ dùng như thế nào hợp lý để chuẩn bị cho cái chuyến hành trình sắp đến. Dự định thì Ngân sẽ về với lại vùng Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình. Đà Bắc của tỉnh Hòa Bình thì hiện tại là đang bị cô lập, có rất là nhiều xã, nhiều bản đang bị sạt lở đất nghiêm trọng và không thể di chuyển được vào, cho nên là sẽ về với Đà Bắc. Bên cạnh đấy thì dự định của anh em Ngân là sẽ về Lào Cai, về Yên Bái. Nếu như có cơ hội nữa, có điều kiện kinh phí để di chuyển để mua đồ cho bà con là sẽ lên Lạng Sơn, Cao Bằng chẳng hạn. Và lát nữa thì Ngân sẽ công khai cái số tiền mà trong hai ngày hôm qua Ngân vận động được để quý ông bà cô chú cùng nắm được ạ. Hiện tại thì Ngân đang di chuyển đến một địa điểm nữa. Có một người em này thì nói là muốn góp một ít gạo cho bà con. Cái gì cũng tiếp nhận ông bà cô chú ạ. Trong cái lúc mà khó khăn như thế này thì được hỗ trợ cái gì là cũng quý, bởi vì là rất là nhiều nơi đang chìm trong biển nước. Và ngày hôm qua thì ở Yên Bái và Lào Cai thì còn có những cái vùng mà bị sạt lở đất, nó nguyên một cái bản bị sạt lở và vùi lấp, mà hiện tại là đã có cái số lượng mà tử vong cũng rất là nhiều, cả trên 100 người theo như cái thông tin mà báo chí đưa tin. Rất là nhiều, đấy là một chỉ có một cái bản thôi, còn tính ra thì hiện tại là đã có rất là nhiều người bị tử vong, có cả trẻ em, có cả người già. Tội nghiệp lắm ông bà cô chú ạ. Ngay khi mà đường vào đấy nước cũng ngập lênh láng đấy ông bà cô chú này. Vừa tạnh mưa được một tí, bây giờ là chuẩn bị trong kia lại các vùng này bắt đầu lại mưa, và đặc biệt là ban đêm ông bà cô chú ạ, đêm là mưa khủng khiếp luôn. Mưa tầm tã mà cảm giác là giống như kiểu là thôi, người ta cứ hay nói là thối đất luôn ấy. Em chào chị ạ. Vâng. Chào em. Chào anh ạ. Chào em. Đang làm gì đấy anh? Vâng, chào ba, chào con của em ạ. Chào bác mà. Chào bác. Xin chào, xin chào. Bác ạ. Chào bác. Anh ơi, em cũng biết đến cái chương trình của anh đấy mà em cũng không có nhiều nữa, gọi là của ít lòng nhiều để anh lên trên kia để ấy giúp đỡ mọi người trên kia nhé. Rồi, rất là cảm ơn tình cảm của gia đình mình. Hiện tại thì như em biết rồi đấy, thì tất cả các vùng mà đang ngập lụt cũng rất là khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, cho nên là có cái gì thì cũng quý cái đấy. Cho nên là anh tiếp nhận tất cả. Anh cũng vừa chia sẻ là lần đầu tiên anh phải đi đến từng gia đình để tiếp nhận như thế này. Nhưng mà hy vọng rằng những cái
sự giúp đỡ nhỏ nhoi này cũng góp phần cho bà con vùng khó khăn ấy, để vơi được phần nào. Anh không vào nhà nữa nhá. Anh còn đi một vài nơi nữa. Cháu chào bà nhá, chào anh nhá, chào cò chứ, cò nhá, chào nhá. Bye bye bác. Bye bye nhá. Bye bye. Cứ nhìn mẹ thôi. Anh đi đây, anh cảm ơn nhá. Vâng. Rồi. Xin phép gia đình. Dạ. Dạ. Đây ông bà của chú ạ, tiếp nhận tất cả, cái gì cũng sẽ đón nhận, bởi vì là bà con vùng khó khăn thì hiện tại là cái gì cũng thiếu. Ngân cứ nhận hết như thế này và sẽ làm một cái hành trình để về với lại vùng bà con, lại gạo này, quần áo này, trong này thì có cả những gia đình thì có cả nước này, nước suối. Đặc biệt là cái nước suối ông bà cô chú ạ, khi mà nước nó bị ngập kia thì cái phần mà nước sinh hoạt rất là quan trọng, nên là cả phần nước suối này thì anh em Ngân cũng tiếp nhận này. Để tranh thủ, bởi vì là sợ sẽ thời tiết là sẽ mưa. Ôi, đường này chắc là không đi được rồi. Xa xa này là thấy cấm, lại nước bị dâng cao à? Không biết đường nào một lần, khả năng là không đi được. Ui, không đi được thật. Này đi vẫn không khéo trôi đấy. Xe máy đi liều được à? Ngập xe không? Ui, không được à? Đấy, gần ngập hơn nửa bánh xe nha, xe ô tô là không được. Mặc dù là đến đây nước cũng rút hơn so với ngày hôm qua, tuy nhiên là con đường mà dẫn vào trong này vẫn chưa đi được ông bà cô chú ạ. Ở trong này thì có một người em cũng muốn đóng góp là 3 thùng mì tôm cho cái hành trình sắp đến của anh em Ngân, nhưng mà với cái lượng nước như thế này thì thật sự là không dám đi, bởi vì là cũng có nhiều cái trường hợp là cố tình để vượt qua là trôi cả xe rồi ông bà cô chú ạ. Đây, nước hiện tại vẫn còn chảy rất là xiết này. Nước bên trên cái sông nhỏ này nó vẫn chảy xiết lắm. Đấy. Tôi có lẽ là phải hoãn cái hành trình là qua bên này để lấy mì tôm rồi. Mình sẽ không di chuyển qua cái con đường này một cách là liều mình được. Thì là rất là sợ là nước nó sẽ cuốn cả xe đi ông bà của chú ạ. Đây. Hiện tại nước rất là xiết. Tranh thủ thời gian một chút, Ngân đứng lại đây luôn ông bà quý chú ạ, để cập nhật cái danh sách của nhà hảo tâm ủng hộ cho cái hành trình hỗ trợ bà con vùng lũ lụt cũng như là sạt lở sắp đến này của Ngân. Trước tiên là Ngân rất là cảm ơn sự đồng lòng chia sẻ và giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú xa gần. Ngân xin phép được công khai anh Sa Văn Điệp số tiền là 100.000 đồng, chị Bùi Thị Nhân số tiền là 100.000 đồng, chị Bùi Thị Triều số tiền là 200.000 đồng, anh Quách Tuấn Việt số tiền là 50.000 đồng, chị Bùi Thị Lệ số tiền 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ngọc số tiền 100.000 đồng, một tài khoản MB không tên là 100.000 đồng, chị Đinh Thị Hương 200.000 đồng, chị Bùi Thị Thủy 200.000 đồng, chị Bùi Thị Quyền 100.000 đồng, chị Bùi Thị Lệ Quyên 200.000 đồng, một em giấu tên số tiền là 500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hạnh số tiền là 100.000 đồng, anh Kỳ Văn Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ là 3.000.000 đồng, chị Bùi Hồng Thắm
số tiền là 300.000 đồng. Anh Kê Vân Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh cộng với một người em nữa giúp đỡ số tiền là 5 triệu đồng. Anh Nguyễn Thanh Hiền ở Bình Dương giúp đỡ số tiền là 2 triệu đồng. Chị Trần Thị Huệ giúp đỡ số tiền là 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc ở trong thành phố Hồ Chí Minh với số tiền là 500.000 đồng. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền Ngân nhận được là 13.100.000 đồng ông bà cô chú ạ. Rất là vui mừng và cảm ơn sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú. Con xin phép chào ông ạ. Ông ơi, nước lũ này có đi liều được không? Nước đang đi rồi, nước chưa đi ra. Ôi, nước sợ nó chảy xước, nó chảy cả người đấy ông ạ. Ông đi xe đạp này mà không tối được. Tối này cẩn thận đấy ông ạ. Vâng. Dạ. Cháu thấy nước nó xiết lắm. Không, nước sáng đi rồi. Dạ. Vâng, chứ sợ là nước sáng là chưa chắc nước là nó to như bây giờ không? Dạ. Nước xiết thế này mà ông cũng bắt chắc là bắt buộc phải đi thôi ông bà cô chú ạ. Nhiều khi đi như thế này thì có thể là cái nước mà hiện mức nước hiện tại là mình có thể đi được, nhưng mà nhiều khi mình đang đi giữa dòng cái nước nó lại chảy xiết về một cái là rất là nguy hiểm, bởi vì cái mùa này là nước nó thất thường lắm ông bà cô chú ạ. Với cái nguồn kinh phí này thì Ngân sẽ chủ yếu là dùng để mua những cái đồ thiết yếu, nhu yếu phẩm như là thịt hộp hoặc là lương khô ông bà cô chú ạ, để kịp thời về với các cái hoàn cảnh khó khăn, những cái vùng nguy hiểm quá, những cái vùng mà bị sạt lở như hồi nãy Ngân cũng chia sẻ. Ngân hy vọng rằng trong thời gian đến này, trước khi mà hành trình, thì sẽ nhận được thêm những cái sự giúp đỡ của toàn thể quý ông bà cô chú xa gần, bởi vì với bà con vùng lũ lụt, vùng bị sạt lở thì bây giờ bao nhiêu thì cũng thiếu ông bà cô chú ạ. Đây, bà con vẫn rất là đi rất là liều đây. Cái này đi ô tô thì nó cản, thì cái nước nó sẽ dâng cao hơn thì có thể nó sẽ ngập máy, cho nên anh em Ngân không dám đi. Xe máy thì đi liều thì có thể là nó không ngấm mà còn đi được. Đấy, xe toàn chết máy này, ngập hết máy này. Đi liều quá. Anh chị đi làm về à? Tưởng là lúc nhỏ lúc nào cũng không có. Vâng. Lúc nào lúc 3 giờ mới không ngập thế này. À, 3 giờ là không ngập như này ạ? Cũng ngập nhưng mà không to như thế này. Vâng. Cái này là bây giờ hiện tại là đấy, bắt đầu mưa lại rồi đấy. Là bắt đầu sáng mai nó lại dâng lên nữa mà. Vâng. Thế anh chị đi làm cũng không nên đi cố đi liều cái này. Bởi vì là có nhiều trường hợp mình đi cố nó trôi cả xe thì nguy hiểm lắm. Chết máy à chú ơi? Hả? Xe chết máy à? Không. Tắt máy đẩy qua thôi. Vâng. Đừng đi liều. Không đi liều làm gì? Vâng, đi liều là khéo mà lại trôi đấy ạ. Nó chết máy là thổ. Vâng. Vâng. Bà con này, bắt buộc phải đi di chuyển đi lại. Nguy hiểm, có người dám đi, có người không dám đi. Bởi vì là cũng không dám mạo hiểm có người ạ.
Ngân sẽ kết thúc video tại đây thôi ông bà, trời cũng mưa rồi và cũng tối rồi, anh em Ngân sẽ di chuyển để về đó, và ngày mai sẽ tiếp tục là đi hành trình là đi gom những cái tình cảm sự giúp đỡ của quý ông bà cô chú các anh chị xa gần, và có cái gì thì hãy ủng hộ thêm cho bà con. Anh em Ngân sẽ đến tận nơi với thời tiết mưa thế này để tiếp nhận tất cả. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự giúp đỡ của quý ông bà cô chú xa gần, và xin phép Ngân được cảm ơn anh Kỳ Văn Lê ở trong thành phố Hồ Chí Minh thêm một lần nữa, bởi vì là ngoài cái số tiền mà anh ủng hộ cho cái hành trình sắp đến này của anh em Ngân thì anh cũng ủng hộ riêng cho Ngân là mỗi tháng với số tiền là 2 triệu đồng, và số tiền này dành để chi phí đi lại cho những cái hành trình làm cái cầu nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Một lần nữa cảm ơn anh, cảm ơn toàn thể quý ông bà cô chú, kính chúc toàn thể quý ông bà cô chú thật là nhiều bình an, và kính chúc cho bà con vùng sạt lở, vùng bị ngập lụt sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn vô cùng khó khăn này. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể quý ông bà cô chú ở những video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Quá là mạo hiểm, đứng ở dưới này mà cũng run luôn ông bà cô chú ạ, chỉ sợ con ong nó chích rồi, bởi vì nó bay nó nhiều quá. Cô cũng phân hoa rồi, có ít thôi. Ồ, nhiều đấy, này. Nhìn nó chảy này. Áo phê thì của mình. Chảy mặt nhỉ. Ồ. Mình ít được tô tay anh, anh tôi chỉ ở đây. Hết. Còn nguyên này nó mật hết á? Vâng, nguyên mật luôn. Nguyên mật cả bên dưới này luôn á? Chỗ kia là nó đấy rồi, nhộng luôn. Ờ. Còn nguyên bầu kia nó đang làm áp hết chỗ cành. Ồ. Chỗ anh đấy cũng có mật. Cái đấy là cái gì đấy? Mật đấy chứ? Luôn. Vâng, nó làm áp luôn. Ồ. Nhiều nhỉ. Mật nhiều quá. Ồ. Nhiều nhỉ. Thế phải làm hai túi à? Không. Làm một túi á? Cái bên dưới thì là không lấy à? Không, cái đấy là nhộng à. À, cái nhộng à? Thì mình lấy một cái đấy thôi đúng không? Mật rất là đẹp luôn, mật vàng óng không bảo của chú ạ. Cái này thì là mật ong khoái rừng này. Hiện tại là những cái chai được đóng sẵn và anh em đóng như này. Nếu mà ông bà cô chú xa gần có nhu cầu mà muốn mật ong rừng nguyên chất thì sẽ gửi đến tận nơi cho ông bà cô chú tùy theo cái nhu cầu mình cần. Còn về tác dụng của mật ong khoái, mật ong tự nhiên thì chắc là ông bà cô chú cũng biết rồi. Và cái mật ong này thì thật sự là nó rất là tốt cho sức khỏe. Và chính thức là từ ngày hôm nay thì trên kênh của Ngân sẽ cung cấp thêm cái dòng mật ong rừng nguyên chất này đến với quý ông bà cô chú xa gần. Mong là sẽ nhận được sự tin tưởng ủng hộ của quý ông bà cô chú để anh em Ngân có thêm kinh phí đi làm những cái cầu nối giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Xin gửi lời cảm ơn, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn.